bấm vào nút tìm kiếm có Nguyễn Hồng Audio, sau đó các bạn bấm vào đăng ký, bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất đến từ Nguyễn Hồng Audio nhé. Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta kết nối đến chúng ta xuất cái âm thanh kỹ thuật số từ cái TV Samsung ra. Thì nhiều bạn cứ nghĩ là nó đơn giản là khi chúng ta cắm cáp quang vào cái đầu giải mã hoặc là những cái thiết bị có cái cổng digital thì nó sẽ ra thôi. Nhưng mà đối với cái TV Samsung thì nó hơi phức tạp ở chỗ cài đặt. Nếu chúng ta để mặc định của nó thì nó sẽ cái âm thanh, cái chế độ âm thanh vòm là âm thanh 5 chấm thì nó sẽ không hỗ trợ cho những cái đầu giải mã, nó chỉ hai kênh thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Các bạn vào cài đặt nhé. Rồi phần âm thanh, đầu ra âm thanh thì tất nhiên rồi, chúng ta phải chọn đầu ra là cổng âm thanh quang học. Thì nếu mà chúng ta chọn cái loa TV thì nó vẫn ra cáp quang, nhưng mà cái âm thanh nó vừa ra trong TV nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghe. Hoặc là Bluetooth, cái này thì chúng ta không chơi rồi. Chúng ta giờ đang nói đến cái chỗ âm thanh quang học. Rồi chúng ta chọn âm thanh quang học xong rồi chúng ta sẽ chọn cái cài đặt chuyên môn. Đa số thì nó hay mặc định ở nhiều cái TV Samsung, nó mặc định ở chế độ là cái định dạng âm thanh đầu vào là Bitstream, chúng ta phải chọn là BCM. Rồi xong là định dạng âm thanh đầu ra là chúng ta cũng chọn là BCM luôn. Còn mấy cái chế độ như là Dolby Digital này hoặc là DTS Neo này là nó sẽ dành cho nếu chúng ta có âm ly 7 chấm hoặc là 5 chấm hoặc là 9 chấm, những âm ly xem phim thì chúng ta chọn những cái đó. Còn nếu nghe nhạc thì chúng ta chọn BCM. Thì đương nhiên những cái âm ly mà xem phim đó thì chúng ta cũng có thể chọn những cái chế độ này để nghe nhạc, vì nó hỗ trợ cái nhạc là nhạc 5 chấm và nhạc 7 chấm. Nhưng mà khi nghe nhạc nó chỉ hai kênh thì chúng ta phải chọn hai cái này là BCM hết. Rồi sau khi chọn rồi thì ok, bây giờ chúng ta kết nối thôi. Mình sẽ chỉ cho bạn cái cổng cáp quang phía sau nhé. Đây là cái cổng cáp quang, mình đã cắm cái dây cáp quang. Chúng ta thấy cái cổng cáp quang thì nó có cái chữ Coaxial Optical. Đây cái dây tròn tròn này đây. Cái này thì khi rút ra chúng ta thấy màu đỏ. Đó, chúng ta thấy nó sáng đỏ đấy chưa? Sáng đỏ này. Không cần nhìn chữ chúng ta thấy cái cổng nào mà nó sáng đỏ là cổng cáp quang. Rồi mình cắm vào lại. Rồi bây giờ mình kết nối đến cái cổng đầu giải mã này là đường in của nó. Rồi cái vấn đề tiếp theo của chúng ta là tùy cái đầu giải mã mà chúng ta sử dụng. Thì cái đầu của mình thì nó có cái nút chọn của digital in vào, sau đó bấm record thì nó làm thôi, làm DAC thôi. Rồi bây giờ mình đã chọn vào rồi, để mình lấy cái remote mình mở thử một bản nhạc nhé. Rồi mình đang mở một bản nhạc ở trên YouTube, rồi mình mở lớn âm thanh từ âm ly lên chút. Rồi các bạn thấy cái tín hiệu nó nhảy này. Rồi chúng ta có thể nghe rất là nhiều nhạc, chúng ta chuyển nó vẫn có tín hiệu nó kêu luôn. Mai Thiên Vân, Quang Lê. Ok. Đó, như vậy là cách sử dụng rất là dễ. Chúng ta cài đặt một lần là nó sẽ mặc định luôn, khỏi phải cài lại. Chỉ vậy thôi. Âm thanh cài đặt chuyên môn. Rồi các bạn nhớ xem lại cái lúc nãy nhé. Rồi, bạn nào có liên hệ, có nhu cầu gì về các cài đặt âm thanh, các thiết bị âm thanh thì có thể liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại dưới góc màn hình. Mình chuyên test những cái loa, những cái sản phẩm âm thanh chất lượng cao lên mạng. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhé.